Huấn luyện viên Park Hang-seo nói gì về tuyển Việt Nam khi tham dự thốt sâu ở Hàn Quốc? Trong thời gian trở về Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tham dự thốt sâu ở quê nhà, kể về những kỷ niệm khi ông làm công tác huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Lời trong chương trình thốt sâu yêu quýt on the block sẽ được phát sóng vào tuần tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo kể về hành trình của mình với đội tuyển bóng đá Việt Nam. Yêu quýt on the block là một trong những thốt sâu giải trí nổi tiếng của Hàn Quốc với lối dẫn chuyện dí dỏm của hai MC nổi tiếng IU và cho Sê họ, Trong teaser chương trình, chiến lược gia người Hàn Quốc thổ lộ, tôi gặp khó khăn khi nhớ tên các cầu thủ trong thời gian đầu làm việc tại Việt Nam. May mắn là phương pháp huấn luyện của tôi phù hợp với các tuyển thủ Việt Nam. Những chia sẻ cụ thể hơn của của ông Park sẽ được bật mí trong tập yêu quýt on the Block, dự kiến phát sóng vào thứ 4, ngày mùng 6 tháng 7. Trên kênh cáp TVN và người hâm mộ sẽ được trải nghiệm cảm xúc của huấn luyện viên Park, Park Hang Seo trên con đường đưa bóng đá Việt Nam sánh tầm châu lục.